Chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng một căn nhà siêu đẹp nằm trong khu dân cư đồng bộ, nằm tại ngay chân cầu vượt ngã tư ga phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà của chúng ta thì cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 15m, và đây là đường trục đường chính Hà Huy Giáp khúc ngay chân cầu vượt ngã tư ga. Và hướng bên trái ngược lại là chúng ta về Gò Vấp. Từ vị trí này chúng ta về Gò Vấp khoảng 5 phút, khoảng hơn 500m là chúng ta bước qua địa phận Gò Vấp, và khoảng hơn 4km là chúng ta sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất. Thật là tuyệt vời nha quý anh chị, căn nhà chúng ta rất là đẹp, nằm trong khu dân cư đồng bộ. Đường nhựa trước nhà của chúng ta là 8m, có bảo vệ trước cổng nên người lạ thì không được vào khu dân cư này nha quý anh chị. Và đây là siêu phẩm của chúng ta, căn nhà có diện tích là 4m2 x 11m5, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, với công năng sử dụng là 1 trệt 3 lầu, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng thờ, 1 phòng giặt, sân thượng trước sau. Được chủ gửi bán với giá là 6 tỷ, giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nói sẽ bớt cho chúng ta một ít. Phía trước căn nhà chúng ta có một lớp cửa rào bằng sắt, bên trong là một lớp cửa nhôm Sinpa với kính cường lực 10 ly. Tông màu của căn nhà là tông màu trắng sáng, rất là sang trọng. Đây là phòng khách của căn nhà chúng ta. Phía trên là hệ thống đèn quạt và trần thạch cao. Gạch thì phía dưới chúng ta được lót gạch 60x60. Tiếp tới chúng ta sẽ tới cầu thang được lót đá hoa cương, và hệ thống tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly. Và đây là không gian phòng bếp của chúng ta, có bàn ăn và hệ thống kệ bếp bằng gỗ tự nhiên. Đây, xung quanh không gian phòng bếp của chúng ta được gắn máy hút mùi và hệ thống bếp âm. Và phía cuối căn nhà của chúng ta có một nhà vệ sinh để dành cho khách và chúng ta có thể sử dụng. Đây, nhà vệ sinh chúng ta được chủ lót gạch lên tới nóc nhà, rất là sạch sẽ. Và bây giờ theo chân Phúc, chúng ta sẽ thông lên tầng 1 để tham quan tầng 1 của căn nhà. Tầng 1 của căn nhà chúng ta có 2 phòng ngủ, phía trước và phía sau. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ thứ nhất của tầng 1. Phòng ngủ này thì được chủ bố trí để làm phòng làm việc. Phòng ngủ phía trước chúng ta có ban công khoảng 1m2, và phía trong chúng ta cũng có nhà vệ sinh với đầy đủ các chức năng lavabo và vòi tắm hoa sen. Đây, nhà vệ sinh của phòng ngủ thứ nhất. Và phía trước phòng ngủ chúng ta lại có một cái ban công để nhìn ra ngoài. Đây là xung quanh hàng xóm của chúng ta, toàn bộ khu nhà đồng bộ rất là đẹp nha quý anh chị. Đường thì trước là 8m, hai xe ô tô qua thoải mái. Đứng đây thì chúng ta nhìn thấy trục đường chính Hà Huy Giáp ngay chân cầu vượt ngã tư ga. Phúc xin nhắc lại, căn nhà này có diện tích là 4m2 x 11m5, 1 trệt 3 lầu, sổ hồng riêng, được chủ hoàn công đầy đủ, và chủ chào bán với giá là 6 tỷ. Giá này chủ có nói có thể chúng ta thương lượng trực tiếp với chính chủ. Và tiến về phòng ngủ thứ hai của lầu 1, cũng phòng ngủ và cũng có nhà vệ sinh phía trong và một cái giếng trời để tạo không khí thoáng mát cho căn nhà. Hiện tại với diện tích 4m2 x 11m5 ngay chân cầu vượt ngã tư ga có giá khoảng hơn 4 tỷ rưỡi, nhưng căn nhà này 1 trệt 3 lầu chủ được giao bán với giá là 6 tỷ, cũng không có cao lắm nha quý anh chị. Hiện tại bây giờ giá xăng rất là cao, vật tư rất là lên, cả quý anh chị cầm 1 tỷ rưỡi để mà xây một căn nhà 1 trệt 3 lầu như vậy thì có thể là không đủ. Và đây là phòng ngủ số 3 của lầu 2, cũng có ban công phía trước và nhà vệ sinh phía trong phòng. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà
thì có liên hệ trực tiếp với Phúc theo số điện thoại ngay góc màn hình nha, để tham quan căn nhà và gặp trực tiếp với chủ để chúng ta đưa ra giá mà chúng ta mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 4 của lầu 2. Cũng có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng và một cái giếng trời để lấy không khí thoáng gió. Đây có lẽ là phòng ngủ cho một bé nhỏ. Phòng ngủ rất là rộng rãi và nhà vệ sinh cũng rất là rộng nha quý anh chị. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm cái nút chuông để nhận những video mới nhất về nhà và đất ở quận 12. Đây là cái giếng trời từ lầu 1 lên lầu 3. Chúng ta dùng để lấy gió và lấy sáng. Mỗi phòng đều có giếng cửa sổ thông ra giếng trời. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 3, gồm có một phòng thờ và một phòng giặt, sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Và đây là phòng thờ. Gia chủ cũng đang thờ ông bà tổ tiên của gia đình mình. Và đây là phía trước của phòng thờ. Chúng ta có một khoảng sân khoảng 3 mét. Chúng ta có thể để một bàn ghế để uống cà phê hay là nhậu nhẹt với bạn bè vào ngày cuối tuần. Đây toàn bộ không gian phòng thờ. Và bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau để tham quan phòng giặt và sân phơi phía sau. Và đây là phòng giặt để khoảng được 3-4 cái máy giặt lần nha quý anh chị. Rất là rộng, chúng ta có thể chứa thêm đồ đạc gì đó cũng được. Thì gia chủ để một cái máy giặt và một tủ đồ và thêm một ít đồ. Đây giếng trời dùng để lấy gió và lấy sáng thông tầng giữa các tầng. Và bây giờ chúng ta sẽ ra sân sau, sân thượng sau của căn nhà cũng được gia chủ rào lại hết và lập tôn. Chúng sau khi chúng ta giặt đồ, chúng ta có đem đây phơi đồ. Video review căn nhà siêu đẹp nằm ở ngay ngõ tư ga của em đến đây xin tạm dừng. Hẹn lại gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quên Phúc xin nhắc lại, phía trong cùng chúng ta có một sân rara ô tô đậu hoàn toàn miễn phí. Này là được chủ đầu tư dành riêng để tặng cho quý anh chị những người có xe hơi đậu ở đây, chúng ta không mất phí một cái khuôn viên nhỏ. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.